Chào tất cả các bạn quay lại clip mới của mình. Thì hôm nay mình quay lại bà xã Phương đi hái rau bếp với lại đi câu cá suối nha. Thì này mình đi hái rau rừng. Thì cái lá này rất là phổ biến ở vùng núi Lâm Đồng. Là cái rau bếp nè. Đây là cái đọt non của nó nè. Giờ nó ra đọt non nè. Cái này nó hơi nhỏ. Cái này hơi nhỏ. Giờ thả mình đang ở trên kia đang hái trên dốc. Rồi một tí xíu thì mình sẽ thấy rau xong mình sẽ đi xuống dưới phía dưới đây là có cái suối dưới đây, cái sông dưới đây nè, để câu cá. Bây giờ mình sẽ thấy rau trước. Đây là có một cái đường người ta làm để người ta đi vận chuyển đi làm cà phê rồi á, cỏ nó lên đường dành cho nó cày đi, nó không biết xem ra để cỏ dưới này cho nên thì người ta trồng cà phê. Thì thường thì rau này nằm trong rừng á, mà chỗ này còn được một cái dốc này nè, là người ta chừa là dừng lại nên nó còn có bếp trên là làm cà phê hết rồi. Đấy. Này là những cái rau bếp đỏ đỏ nè, nắp trên cao ấy. Rồi đi hái rau xong thì một tí xíu nữa sẽ đi câu cá nha mọi người. Thì mọi người theo dõi clip vợ chồng mình đi hái rau rừng câu cá suối nha. Rau nè, mọi người xem này, đọt non nhìn đẹp không, nhìn ngon không? Này về thì ngon, ngon. Nấu chung mọi với thịt với đồ thôi. Chủ đi kiếm rau bếp thấy lá này thèm à. Cái đọt non thì mình nấu chung với thịt đồ mình ăn thôi. Cái lá già này cũng ăn được nè mọi người, lá xanh xanh này thì mình giả ra, xong mình nấu chung với xương á, ăn nó béo béo ngon lắm. Rồi mọi người biết cái, đây mình thấy được cái măng nè. Thì cái măng này mình kêu măng tre thôi, mình thì kêu măng tre, kêu chung chung thôi. Thì thật ra cái măng này mọi người biết là măng gì không? Măng ca lộ á. Mọi người biết cái bài hát mà Sóc Bom Bo ở Bình Phước á, đuốc lộ ô á, là lộ ô là cây này nè, là măng này nè. Đó, thì mấy cây lộ ô đó là quá trời luôn, gần đa số toàn lộ ô nhiều. Này là cái măng nó nè, này thì lên hơi cao rồi. Thì đang rất là nắng luôn mọi người, nắng quá trời nắng, nắng trong xanh chỗ này. Mọi nhìn không có miếng mây nè, cực kỳ luôn. Đó đây lộ này, mang lộ lên cao nè. Cái này nó còn thấp nè, người ta đi hái măng ở đây nhiều lắm, kiếm măng này về làm ủ chua hoặc phơi khô quá người ta bán, người ta ăn. Thấy nhiều người đi hái măng, đến mùa măng đi hái măng. Giờ mình hái rau xong rồi mình sẽ đi xuống suối thôi. Mình hái được một ít này, được dư ăn luôn nè mọi người. Đó, này là mình hái nãy giờ. Rau non không à. Rồi, mọi người tiếp tục theo dõi mình nha. Mình sẽ đi câu cá. Đi qua chỗ câu cá nè mọi người. Rồi cái sao ở dưới đây. Giờ mình xuống cái đường ở đây. Đường rất là khó đi luôn. Đường đá dốc. Bịt hùng. Cỏ nè. Chỗ này là đi mấy lần nên là mình có làm đi với nó có cái lỗ trống nè, nhưng mà không có đi được, nó bệt lắm, nó bệt lắm. Cái này mình đào trùng ở đây á nên nó có lỗ trống, nhưng mà bữa nó bệt giống vậy nè, đi mấy lần nên là nó trống lại. Bây giờ hai chồng mình đang bắt đầu xuống câu cá nha. Mình vừa lên được con cá nè, kìa cá khá năng, lo càng cá, lo càng cá, kìa cá nó gịch, kìa dính đây, ở dưới này kìa, dính đây đó, dính rồi, dính rồi, dính này nó cái chốt ủi rớt luôn. Mình thì đây là cái chốt nha mọi người, thì cái chốt này nhiều lắm, cái câu về mình làm khô. Mọi người coi câu cá nha, mới dính được một con này nè, dính được một con lúc nãy nè, rồi xong con mới vừa lên bị sảy luôn, mình đang gỡ con này rồi. Cá ăn rung đột luôn. Đây cần đây mình câu bằng mồi trùng này, giờ mình dùng mồi trùng, mình câu mồi cám đây, ăn ở đó, ó, ăn ở đó, lo cần luôn vậy, dính gì đó, dính không, dính nè, hết mồi luôn, hết mồi gì mà, mồi con, à. Thấy cục chì không à, cái phao nó cao quá hả, có cũng như không, thì câu cái chốt mà dục phao không phao gì đó, ăn, đó. Để nó lôi nữa kìa, ủa sao lôi liên tục vậy, móc cái mồi lại đàng hoàng. Giật đi, giật đi, ăn ở đó giật đi.
Dính cái bự rồi, cái bự rồi, nặng rồi, nặng rồi. Nó Khó. chốt. Giống như cái nặng, giống như cái bự nặng ha. Dịch cũng không lên luôn, này Này. con cá cũng lớn. Cái đấy, cái kỳ đấy. Cá này chín không? Tưởng đâu cá bự rồi, dịch. Tưởng có bự, ai ngờ có bự lớn. Cái gai, bữa lên cái kéo mà được cái kéo rồi mất tiêu rồi. Con này là con này. Để đó, nó chốt ra nhiều ha, để xuống nó quất lên. Ui, nó bay qua tới đây luôn. Gai này đâm nhất dữ dằn. Cái gai mình bỏ vô cái tụng lưới là về không đổ rồi được, nó dính vô Rồi, cho con nồi. rồi. Okay. Liên tục để xuống rồi liên tục dính nè chốt. Chốt bự, chốt bự rồi, là thêm một con chốt nữa. Ngồi dục xuống rồi, dục xuống đếm từ 1 đến 5 nha. Ê, có anh dính, có anh dính này. Lúc 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 phao rồi. Lúc phao rồi. Ôi Hết sảy rồi. rồi, Sảy rồi. hết mồi à. Mà cám mà, giật chắc là rớt mồi à. Nhưng khi nó giật chắc là nó rớt mồi à. Anh em chuẩn bị nè. Đó, mới vừa dù xuống à, điểm từ 1 đến 5 là cá lôi liền theo. Lôi ra, lôi càng ra. Rút rút, đọt luôn. Rút đọt mà nó mới cứ dĩa thôi, cái nào nó giật thì liên tục á. Chưa ăn, chưa dính nè. Dính này, rồi dính nè. Dính nè, dính. Này dính một lần một con mà gịch muốn không nổi nữa, mà câu hai lưỡi là dính lần hai con á, mà gịch chắc gãy cần luôn. Dính liên tục luôn. Mình câu cám cũng rất là nhạy, nhưng mà như gịch phát không dính là hết mồi thôi. Mình mới vừa quăng xuống lâu rồi, chưa đi kịp đếm tới năm luôn á. Một, hai, ba là lôi liền á. Đang lôi chặt chặt bấm mới quay lên cái này rồi đã lôi đó, lôi đó. Chắc đang ngầm mới dính Thì... này đó. Dính này đó, thẳng dây hay thẳng dây quá nè, dính không? Phải. Bây giờ kỳ Hết cục, mồi. hết mồi. Vậy hết mồi luôn. Rồi nãy giờ lên cá liên tục luôn mà không có quay. Tại vì nó đẩy xuống cái ăn, đẩy xuống cái ăn à. Để cho mọi người xem nè, mấy gọi cá xem móc trùng nè. Nước này hơi sóng lưng tưng lưng tưng lưng tưng. Tí xíu chiều chiều nó sẽ xả nước. Ở trên này có cái đập. Đấy, nó vừa dục xuống nhau này, vừa dục xuống là nó, vừa dục xuống cá lôi. Vừa dục xuống cá lôi. Bởi vì nó ăn liên tục luôn mà, sốt mà, dục xuống là ăn, dục xuống ăn à. Quật quật đọt à, đó. Giờ dục xuống là lôi à, nên là dính nãy giờ cũng hơi nhiều nên là không quay. Để quay cho mọi người xem. Mình đá ha, cứ câu cá mà vừa dục xuống cá lôi này, câu hồi mất 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 mồi muốn quạo luôn á. Còn mà câu không dính thì nó chán. Đủ thứ chuyện. Mồi nó tới rồi. Sao nãy giờ nó dính hoài mà tới mỗi lần quay là nó không dính là sao ta? Mỗi lần quay là nó không dính mà nãy giờ không quay thì nó dính. Mấy cá đục mà mấy con cá lâu kiến. Mũi ngoài sao nó dính? Bởi vậy, tôi kìa, lú ngoài luôn kìa. Rồi để một hồi cho mọi người xem trong rộng cá đi, nó thực tế hơn. Chứ nó để xuống nó lôi vậy á, nè đóng rồi nè. Nãy cũng lên cá mà lúc mình quay nó không có dính, nhìn tới mình không quay cái nó dính. Chặt gai nha mọi người, chặt sẵn gai đi lên nữa, lên cá chìm phao luôn rồi kìa, dính này. Cái gì kỳ vậy, cái gì kỳ vậy,
Nhưng mỗi lần quay là không dính. Mình mới vừa lên một siêu phẩm trực thăng. Nó lội 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 xong mà nó dướng dướng cái dây mình giật cái nó dính vô cái, dính cái mép bên này chứ đâu có ăn vô cái mỏ nó đâu, dính cái mép bên này. Được, lâu kiến nha mọi người. Được lâu kiến nè. Cười chứ, lội cái mép mình giật dính luôn. Đấy, siêu phẩm hơi to nha. Này mắc cười lắm, tại vì cá nó nhíp phao là mình giật á, nên là nó đóng tùm lum hết trơn, nó đóng vô cái bụng luôn nè, nó không đóng vô mỏ mà đóng vô cái bụng nè. Còn cầu trùng thì để nó nuốt vô cái mỏ. Để nó đóng vô cái bụng luôn. Đấy. Bởi cần lâu kiến thì đóng vô lô đít. Ồ, lên cái bự, cái bự, cái bự. Ồ, chốt bự, chốt bự. Chục này chốt to to không ha. Đấy, chốt to cho bá luôn, chốt này, cái tí nị à. Dính cái bụng nữa chứ. Đấy, lên liên tục hàng. Phẩm hai con máy bay nữa. Tại vì lúc nó giật mình giật á mình không có bấm máy quay, mình giật lên cái mình bấm máy quay luôn, dính được hai con luôn. Thì cái mồi hôm nay mình câu mồi cám mà mình ủ với tỏi á, nên là cá nó khoái. Ở đây lau kiến thì nhiều lắm, sao nó dính nhỏ nhỏ không gì này không biết, mình giật thế nào cũng sẽ dính con to thôi. Ok bây giờ mình sẽ gỡ hai con này ra đây nha mọi người. Dính được hai con luôn, tưởng đâu lên hàng khủng rồi chứ. Lôi nó kìa, lôi nó kìa, lôi lôi giật 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 nó dễ dính hơn á, không dính rồi. Ok gỡ hàng này đây, con to to mình sẽ lấy nha, còn cái con nhỏ xíu mình sẽ thả lại đây, gỡ 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 ra. Lên hàng biết bà cái phao rồi, lên hàng. Du phi du phi du phi du phi du phi kìa, cái em đang gặp cái em du phi biệt bay cái phao luôn mọi người. Đây du phi nha. Lên hàng rồi du phi. Mùi công nhận cái mùi cám tỏi này công nhận nó nhạy ghê luôn á, cám tỏi trộn xì tin trộn trứng gà nữa. Thì cám tanh với lại cắm gà thôi. Cái chốt gần cái chốt rồi thì mình cũng chia sẻ với mọi người là mình cũng không có gành về câu mồi cá mồi cám đâu, mình thấy trên mạng là mình làm theo thôi. Thì nửa cám tanh cám trứng mà nhỏ nhỏ để dành cho cá nuôi cá ăn á, với nửa cắm gà thơm, rồi một cái phần nữa mình trộn trứng gà rồi mình đâm tỏi mình bỏ vô, rồi mình chế ít xì tin nước xì tin vô mình trộn cho dẻo dẻo rồi mình câu thôi. Thì mình làm đơn giản vậy thôi, mình cũng không có gành gì bài mồi câu gì đâu. Hôm nay cá quá ăn quá trời luôn. Ok, mình tiếp tục nha mọi người. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày hả bưởi. Lâu kiến, lâu kiến năng năng mà cái phao nó hơi nhấp tí xíu à. Thôi mình giật luôn. Rồi, mấy người lại năng. Ủa nó dính cái gì kìa vậy? Nó đâu có dính cái mỏ. Dính bên cái ngạnh nè. Đấy, dính bên ngạnh nè, đâu dính ngay mỏ đâu. Ok, lên hàng nha mọi người. Hôm nay lên hàng lâu kiến được xả. À, nó dính có tí xíu, nó không có móc luôn á, nó bị kẹt trong chỗ cái mang nè, nó không móc luôn á. Ok. Dính 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 dính. Đây câu cá là chỉ cần dở lên là dính, không cần giật luôn. Còn bên mình giật nãy giờ mình giật nó mới đóng, còn không giật là nó không dính. Nên là chỉ cần dở lên là dính nè. Mà dính là dính cái chốt to không à, nhưng mình giật mấy con chốt nhỏ nhỏ thôi. Con cá giật phê người luôn á, mà mọi người thông cảm là không có cái máy quay phay phao, mọi người xem có máy quay phao lúc mà mình giật cái phao nhìn nó mới đã, mà không có máy quay phay quay phao, có cái máy một cái máy điện thoại quay câu thôi, dính cá này mình quay cho mọi người xem. Mọi người theo dõi thì ủng hộ cho vợ chồng mình một lượt like một lượt đăng ký nha, cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu nha. Ôi rô phi, rô phi một con rô phi to. Ok rô phi nữa nha mọi người. Rồi rồi rồi, rồi. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rô phi lại là rô phi. Thấy mọi người nói gì tao anh lo giật 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 giật. Lên cá, lên cá lâu kiến mọi người ơi, lên cá. Nãy giờ mình đóng hàng đóng lâu kiến. Nhìn đã không, đã không, giật con cá bự nó phê hơn con cá trốt nhiều ha. Nhìn cái bự lâu cái trốt này, lâu kiến này thì bơi lớn bơi lớn nè, nhưng mà lục xả thì khỏi 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 chơi luôn. Dính không, dính hả? Để lên cái chốt. Con mồi trùng thì đa số dính cái chốt nha mọi người. Cái mồi cám tỏi của mình công nhận nhạy ghê luôn á, có cái mùi tỏi vô á.
nên một em lâu tiếng nha. Rồi lúc nãy là bị xảy một cái là vừa con cua rô phi vừa con lâu kiến luôn, để mình tính vừa tính bấm máy quay á, rồi mình để mình quay cho người xem lên cá rồi nó xảy luôn. Rồi lên được con lâu kiến nè, tiếp tục nha mọi người. Tìm cái phao mất tiêu, ai ơi con cá chóc. Ui dính một cái lưỡi bên kia rồi. Thêm một con rô phi thì mình sợ nó xảy, mình thấy giật lên mình sợ nó xảy nè, rồi mình đem lên mình bắt lên rồi mình quay nè. Đóng vô ngay con mắt thì bình thường mình mới dính thêm con cá chốt nữa, coi chừng dính chốt mà. Đây rô phi nha mọi người, giật đi giật đi. Ui ui cong cần kìa, cong cần kìa. Ui nhìn cái cần kìa, ui nhìn cái cần kìa. Con gì, con gì bự dữ rồi, dữ rồi. Ui lâu kiến, lâu kiến không lộ. Đây nha mọi người, đây nha mọi người. Mất, ui nó sốc rồi. Ui nó sốc lửa trên lửa dưới. Đây, lâu kiến không lộ. Cầm đi làm cho tấm hình luôn. Ui nó nặng cong cái cần cong vòng luôn. Đây. Dỡ lên dỡ cao lên thấy con cá đó. Lâu kiến to nha mọi người. Trời cái cần này mà nó chịu nổi con cá này cũng hay luôn á. Cái cong vòng cái cần luôn. Rồi ok, nãy giờ mới được con khổng lồ. Nhìn thuê thiệt. Tiếp tục mình lên được con lâu kiến. Cái mồi, cái mùi tỏi này công nhận là câu kiến ưa ghê luôn á. Cái gì giật lên con này các bạn. Ok. Ôi okay. Em giật đó, giật đi, giật đi, giật, giật mạnh lên. Giật như heo gì? Con gu phi. Nãy giật lâu kiến nhưng giật lên con gu phi. Phương giật cá mới cười đó mọi người. Lôi lên hồi chứ không có giật. Đây rô phi nha mọi người. Ok được con rô phi. Lên con lâu kiến to nữa nè. Tại vì nó dính hai con một lượt mình sợ nó xảy nên là mình lôi lên á. Mình không có kịp bóng mới quay á. Mà cuối cùng bị rớt lại con nhỏ. Dính được con to. Nhưng lại lâu kiến nha mọi người. Hôm nay trúng ánh nè mọi người ơi. Còn cá khủng không à. Mới lên rô phi xong quay lại dính lâu kiến to. Đây hai con một lượt luôn á mà mình sợ nó xảy xong cuối cùng cũng xảy lại một con nhỏ. Phải có máy quay trực tiếp mình quay mọi người xem nhìn đã lắm. Mình không có máy quay trực tiếp mọi người nhìn nó không có được hấp dẫn mấy. Lên cá xong mình quay được. Đầm. Ok nha. Kiến. Đây cho mọi người xem nè. Ôi 3 kg luôn, 4 kg gì rồi, 4 kg rồi. Đây mọi người thấy không? Bữa nay câu đã thiệt chứ. Lần đầu tiên đi câu nhiều nhất luôn á. Giật một phát mình quay gần cảnh, giật một phát cho mọi người xem nè. Thì không quay cái phao gần được. Cá đang ăn dưới. Cá đang ăn dưới. Ôi hụt rồi. Sao mỗi lần cứ bật máy quay giật là hụt. Câu bên đây cũng vậy nè. Dễ liên tục. Không quay thì dở lên nó dính mà quay là cái nó hụt à. Thì sau 2 tiếng đồng hồ câu nha các bạn. Thì đúng được chắc cỡ 4 ký cá các bạn. Còn rộng. Còn rộng nổi luôn. Nãy xảy mấy con to to mà dịch cần dịch không lên luôn á. Nó xảy tại cần mình nó yếu quá với lại lưỡi nhỏ nữa. Xảy mấy con nó chắc nếu mà mấy con to kêu để xuống chắc nửa gọng mình luôn á. Từ 4 ký cá ha. Cầm đấy 4 ký á. Này mình đi về thôi tại vì người ta xả nước á, đập cho nó xả nước xuống đang chảy xuống nè. Thì cái tín hiệu phao nó bị trôi nên là không biết cá ăn được không mình mới giật được. Tại vì mình câu cám này mình thấy phao nhấp mình giật nó mới dính được, còn là nó sốc không, sốc mắt, sốc mũi chứ không à. Cái khi nào nó dính vô mỏ lắm. Đấy, thì hôm nay được cũng được nhiêu đây, hôm nay cũng trúng đậm luôn. Vừa đi hái rau rừng rồi vừa có cá luôn nha. Thì cảm ơn mọi người theo dõi clip này. Thì nếu mà thấy hay, thì hấp dẫn thì mọi người hãy đăng ký. Nhớ đăng ký và like, chia sẻ, ủng hộ cho kênh của mình để tiếp tục phát triển ra những clip hay hơn nữa nha. Thì cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những clip sau nữa nha. Và chào mọi người, cái quay đâu vậy? Mất cỡ nữa mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi về thôi. Bye bye mọi người nha. Ok.